khóc như mưa. Xin lỗi y bác sĩ, điều dưỡng. Đó là cảm xúc đặc biệt của bệnh nhân NTH, sinh năm 1984, được bác sĩ điều trị cho chị. Chia sẻ lại trong giây phút chị được xuất viện trở về nhà sau hơn một tháng điều trị F0 tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 của Bệnh viện Chợ Giấy. Trước đó, vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, bệnh nhân NTH đã được nhập viện điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ở giai đoạn điều trị đầu tiên, bệnh nhân NTH luôn trong tình trạng loạn thần, rối loạn tri giác, không phối hợp điều trị, tự ý tháo máy HFNC và nhiều lần có ý định nhảy lầu, cắn lưỡi tự tử vì nghĩ rằng chồng con Bình đã mất do COVID-19. Sau khi điều trị cho bệnh nhân qua giai đoạn thần cấp để giúp bệnh nhân ổn định tinh thần, ekip điều trị đã thường xuyên liên hệ với gia đình bệnh nhân, phối hợp với thân nhân người bệnh để áp dụng các điều chỉnh tâm lý cho bệnh nhân, đồng thời đánh giá, theo dõi sát sao trong quá trình điều trị. Mới đây, trải qua hơn một tháng điều trị, bệnh nhân NTH đã khỏi bệnh, hoàn toàn tỉnh táo, được xuất viện và không quên viết thư cảm ơn đến các y bác sĩ, nhân viên tình nguyện đã điều trị, chăm sóc mình. Trước khi ra về, chị được các y bác sĩ cho biết chồng con của chị đã ổn định sau khi cách ly và khuyên chị giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho hai con. Chị đã khóc như mưa, xin lỗi các y bác sĩ và điều dưỡng, khóc như mưa, xin lỗi các bác sĩ và điều dưỡng liên tục vì sợ mọi người giận.